Khôn Nguyên và Mai Anh sẽ là người đồng hành cùng quý vị cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất diễn tiến trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, câu chuyện đáng quan tâm hiện nay là sau khi đại dịch Covid-19 tạm thời được kiểm soát, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều bắt đầu quay trở lại. Riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp, sau khi thua lỗ do dịch tả heo châu Phi gây ra, nhiều hộ dân cũng đang tìm cách tìm con giống, vệ sinh chuồng trại để tái đàn bằng mọi cách, tìm thêm thuốc bổ trợ cho heo chống dịch, và rồi lợi dụng điều này, diễn cảnh lừa đảo của bọn gian thương lại tái diễn. Thực hư ra sao, mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần đường dây nóng ngày hôm nay. Có hay không chuyện nấm trị bá bệnh một trong chánh điện thiền viện Trúc Lâm? Nữ quái quê Bạc Liêu tung mức lương khủng lao động tại Mỹ, nhiều người sập bẫy. Báo động mực nước sông Mekong vẫn ở mức thấp. Dịch tả heo châu Phi bùng phát đã khiến nhiều hộ chăn nuôi heo tại các tỉnh bị xóa sổ. Tuy nhiên, ngay sau khi đại dịch nguy hiểm này được kiểm soát và khống chế, các chủ trang trại vẫn phải cố gắng tìm con giống tái đàn. Dù đã khử trùng, vệ sinh chuồng trại cẩn thận, nhưng bà con vẫn lo ngại dịch tả heo châu Phi sẽ lại tái phát, nên đã tìm mua nhiều loại thuốc bổ, thức ăn bổ sung để chăm sóc, tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi của mình. Lợi dụng nhu cầu này, một số gian thương đã ra tay trục lợi. Một nhà nông đã phản ánh đến chương trình có một cán bộ của công ty Novatic, địa chỉ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, rao bán sản phẩm thuốc bổ và thuốc trị dịch tả heo châu Phi qua mạng xã hội Facebook, hoặc chất kích thích tăng trưởng và tăng cường hệ miễn dịch cho heo. Nghi ngờ là thuốc giả nên chưa dám mua. Thực hư ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo tìm hiểu của phóng viên chương trình, việc rao bán thuốc trị dịch tả của đơn vị này diễn ra nhiều tháng nay nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện và xử lý. Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã vào cuộc xác minh và đã phát hiện hai sản phẩm của công ty Bonatis gồm thuốc bổ Boniva 100 và thuốc Hibo Plus đều chưa được cơ quan chuyên môn cấp phép sản xuất lưu hành trên thị trường. Theo đó, hành vi sản xuất thuốc thú y không có tên trong danh mục thuốc thú y được phép lưu hành hoặc chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi sản xuất mỗi loại thuốc thú y không có trong danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép có giá trị dưới 200 triệu đồng hoặc là thu lợi bất chính dưới 100 triệu đồng. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi sản xuất mỗi loại thuốc thú y không có trong danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên, hoặc là thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc là quyết định đình chỉ vụ án. Hiện vụ việc trên đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Những ngày qua, dư luận các tỉnh miền Tây đang bàn tán xôn xao kéo nhau đến Thiền viện Trúc Lâm Cà Mau, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau vì hay tin cột liêm trong chánh điện tại đây bất ngờ mọc lên một cây nấm 4 tầng có màu trắng và trị được bá bệnh. Vâng, trước thông tin kỳ lạ này, ngay trong sáng nay, nhóm phóng viên chương trình đã có mặt tại đây để ghi nhận thực hư vụ việc. Thầy Thích Thông An, quản lý Thiền viện Trúc Lâm Cà Mau xác nhận cây nấm trên xuất hiện vào tối ngày rằm tháng 3 vừa qua. Nấm có 4 tầng, ngày càng lớn dần, thiền viện đã dùng lồng kẽm để bao bọc cây nấm này lại vì sợ bị hái trộm về làm thuốc và sợ dơi ăn. Thầy An cho biết chưa nghe việc nấm này chữa bá bệnh và khẳng định đó chỉ là lời đồn thổi. Mọi người đến xem vì hiếu kỳ, chứ không ai đặt vấn đề là nấm để trị bệnh. Được biết ngoài cột liêm chính điện có nấm mọc thì phía sau nhà cũng mới mọc thêm một cây nấm và đang phát triển. Cách đây hơn 1 năm cột của thiền viện cũng mọc nấm nhưng bị dơi ăn. Có thông tin dơi ăn được thì nấm không độc, con người có thể ăn được. Ngành chức năng khuyến cáo đến người dân, vì dơi là động vật hoang dã, nấm cũng thuộc về cây hoang dã, thì dơi có thể ăn được. Nấm có thể là một loại dược liệu, một loại thức ăn rất tốt và cũng có thể là loại nấm độc gây chết người. Kính thưa quý vị, vấn nạn lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những người dân quê chân chất, hứa hẹn đưa đi xuất khẩu lao động để có thu nhập cao, khiến ai nấy đều lầm tin, ôm giấc mơ đổi đời, để rồi phải nhận một cái kết đắng. Liên quan đến vấn đề này, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Chi, 41 tuổi, trú tại phường 3, thành phố Bạc Liêu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với chiêu thức lừa người lao động làm công việc sang chảnh, đó là làm vườn tại Mỹ thu nhập khủng, nữ quái này đã đưa nhiều người sập bẫy. Cụ thể, đối tượng Nguyễn Thị Kim Chi sống như vợ chồng với ông B, 58 tuổi, trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và có một con chung. Thế nhưng Chi lại lừa đảo chính người tình của mình
Chị đã nói với ông B là mình có người thân định cư ở Mỹ và làm nông trại đang cần thuê nhiều lao động, có thể đưa công dân Việt Nam sang Mỹ làm thuê với mức lương từ 2,5 ngàn đến 5 ngàn đô la Mỹ. Ai có nhu cầu phải bỏ ra 30 triệu đồng, chị sẽ làm thủ tục đưa họ qua Mỹ theo hình thức đường du lịch. Sau 3 tháng, họ sẽ được ở lại và ký hợp đồng lao động dài hạn. Tin lời chi, ông B đã giới thiệu con gái và con rể của mình đưa 60 triệu đồng. Với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2018 đến tháng 6 năm 2019, chị đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với số tiền hơn 460 triệu đồng. Hầu hết các nạn nhân đều trú tại huyện Xuyên Mộc và tỉnh Bình Dương. Sau đó, một số người nghi ngờ đã trình báo cơ quan chức năng, bản thân ông B cũng không biết chi lừa đảo. Sau khi lấy được tiền của nhiều người, chi và ông B đến lẫn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin được tiếp tục chương trình với phần tin về giao thông. Sáng nay, một vụ tai nạn liên hoàn đã diễn ra trong sự hoảng loạn của rất nhiều phương tiện và người dân. Trong lúc dừng chờ đèn đỏ ngay tại ngã tư Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, từ phía sau, một chiếc xe bồn chạy tới với tốc độ cao đã tông liên tiếp vào xe khách và xe đầu kéo, vô cùng kinh hoàng. Hậu quả sẽ ra sao? Nhóm phóng viên chương trình đã kịp thời có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc. Trước đó, chiếc xe bồn mang biển số 61C30725 chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn cách vòng xoay ngã tư Đồng Xoài khoảng 100m, nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ phía trước, nhưng xe bồn vẫn chạy tốc độ cao, tông vào đuôi xe khách mang biển số 93B00573 do tài xế Đỗ Văn Thức, 43 tuổi, ngụ Bù Đăng điều khiển. Xe bồn tiếp tục lao sang làn đường bên phải, tông vào đuôi xe đầu kéo mang biển số 95C04266 kéo theo rơ móc 95R00123 cũng đang dừng đèn đỏ. Hậu quả xe bồn bị dập nát phần đầu, dính vào đuôi xe đầu kéo, tài xế bị kẹt cứng trong cabin. Người dân đã kịp thời phá cửa đưa tài xế ra ngoài đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra tai nạn, nhiều phương tiện xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Nếu không có xe khách và xe đầu kéo cản lại, chiếc xe bồn đã lùa thẳng lên phía trước thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Kính thưa quý vị, cho đến sáng nay, nhiều người dân sống quanh khu vực cổng trường Đại học Hải Phòng vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc vừa xảy ra. Trong đêm tối trước đó, rất nhiều thanh niên phát hung khí nguy hiểm chuẩn bị hỗn chiến. Kèm theo đó còn là những tiếng súng đã phát ra trong đêm. Chuyện gì đã xảy ra? Quý vị hãy cùng theo dõi đoạn video clip ngay sau đây. Theo thông tin điều tra, khoảng 15 giờ ngày 12 tháng 5, Công an quận Kiến An nhận được tin báo tại khu vực cổng A của trường Đại học Hải Phòng trên đường Phan Đăng Lưu xuất hiện một nhóm người tụ tập có biểu hiện đánh nhau. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phát hiện các đối tượng điều khiển nhiều xe máy cầm theo hung khí là dao kiếm để tấn công một nhóm khác ngồi trong quán nước. Trước diễn biến phức tạp của sự việc, cán bộ trinh sát trong tổ công tác buộc phải nổ súng để trấn áp, khống chế, bắt giữ được hai người và thu giữ hung khí liên quan. Công an quận Kiến An đã lập biên bản bắt người phạm tội và đưa hai người này cùng tang vật về trụ sở để làm rõ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra. Thưa quý vị, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp khó lường. Khi từ đầu năm 2020 đến nay, vùng đồng bằng sông Cửu Long liên tục bị hạn mặn bủa vây, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sản xuất của bà con. Nhiều người dân sống lâu năm cho biết đây là trận hạn hán kỷ lục chưa từng chứng kiến trong lịch sử. Theo ghi nhận, những trận mưa sớm trên toàn khu vực Mekong trong tháng 4 vừa qua đã giúp mực nước trên phần lớn hạ lưu dòng sông Mekong này tăng lên mức trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, mực nước này vẫn thấp hơn mực nước cùng kỳ các mùa khô năm 2018 và 2019. Sông Mekong đoạn chảy qua thủ đô Viêng Chăn, Lào. Hàng chục năm qua, những người đánh cá lâu năm ở khúc sông này mới phải chứng kiến mực nước thấp đến như vậy. Hiện nước mới lên được khoảng 4 đến 5 ngày qua, lên được khoảng hơn 1 mét. So với năm ngoái thì vẫn cạn lắm. Theo Ủy hội sông Mekong quốc tế, dự báo 4 quốc gia hạ lưu Mekong sẽ đón thêm các trận mưa từ vừa đến mưa to từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020. Trong đó Campuchia, Lào và Thái Lan có khả năng sẽ có mưa nhiều hơn Việt Nam. Các trận mưa sớm đã giúp cải thiện tình hình ở một số khu vực như phía bắc Campuchia và vùng đông bắc Thái Lan, nhưng không may là tình hình vẫn chưa cải thiện ở đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung của Việt Nam. Theo dự báo của chúng tôi, thì lưu lượng nước từ sông Mekong chảy vào biển hồ sẽ diễn ra vào tháng 6. Và cùng thời điểm đó, với tác động của lưu lượng nước trên sông Mekong và có nhiều mưa hơn trong tháng 6 sẽ giúp chấm dứt tình trạng hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long. Được biết, khu vực Mekong hiện đang chịu tác động giao thời từ hiện tượng El Nino sang La Nina, khi nhiệt độ nước bề mặt đại dương chuyển từ chu kỳ nóng lên sang chu kỳ lạnh đi ở Đông Thái Bình Dương. Điều này đã khiến cho mưa đến sớm hơn một chút so với bình thường, nhưng lại phân bố không đều. Nhiều
Những ngày qua, nông dân canh tác lúa hè thu trong khu đề bao 2.600 ha của thị trấn Thường Thới Tiền và xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp lo lắng khi nhiều diện tích lúa giai đoạn mạ chết vàng, có nơi xạ lại lần hai vẫn tiếp tục chết. Nhưng đáng lo ngại là nông dân vẫn chưa có biện pháp xử lý hiệu quả để khắc phục tình trạng này. Bà con đang cầu cứu ngành chức năng. Diện tích 6.000 m2 đất canh tác lúa là nguồn thu nhập chính của gia đình những ngày qua. Khi vừa hoàn tất xuống giống vụ hè thu, ông Nguyễn Văn Trung, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự lại ngao ngán thở dài nhìn tình trạng lúa chết gần như 100%. Màu xanh lúa mạ bị phủ lên một màu vàng héo. Và đây không phải là lần đầu ông đối mặt với tình trạng này. Bây giờ sáu công đó, bây giờ xạ đó thì hô nước có dưới kinh thì bắt đầu rút lên xạ. Rồi trong cái khoảng rồi xạ cũng vẫn là đều. Nhưng mà khi rồi vô nước rồi bắt đầu rồi từ từ nó tiêm bị nước đó, từ từ nó tiêm nó chết từ rồi lên hai lá cũng vẫn chết từ từ rồi trống luôn. Đã hơn một tuần trôi qua, nông dân canh tác lúa trong khu đề bào này đứng ngồi không yên, nhiều diện tích lúa chết vàng chưa rõ nguyên nhân. Có diện tích dù bà con đã tích cực bơm nước vào ruộng, mong rửa trôi mầm bệnh cứu lúa nhưng tình hình vẫn không khả quan. Là giải cái tưới ban đầu, nó giải dần dài bữa nó bị tiêm đục, nó đụng hoài, thì thuốc gì vô nó cũng không lỡ. Có 8 bữa rồi, nó có hiện tượng rồi. Mình nghi là chắc nó bị nắng quá, nắng nó bị nó bốc ba cái hàng mặn lên. Được biết trước đó, cũng trong vụ hè thu năm 2019 tại khu vực từng xảy ra tình trạng tương tự. Khi ấy qua khảo sát của ngành chức năng có trên 47 hectare lúa giai đoạn 1 tháng tuổi thuộc khu sản xuất hợp tác xã Phước Tiền bị thiệt hại 100%. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng kéo dài, đất nhiễm phèn xì lên mặt ruộng. Khi bơm nước vào, lúa bị ngộ độc phèn gây chết mầm và mạ. Khi đó có những diện tích lúa phải mất trắng, bà con nông dân ở đây đang lo lắng kịch bản tương tự có thể xảy ra. Đâu còn gì mà cả cách được đâu. Bởi vì lúa nó đâu còn cây lúa. Sao mà lại gông không à, tôi không hiểu sao nữa không à. Sợ gông không à. Đâu có được đâu, đâu có bám gì được đâu nè, nằm trên nó trơn rồi nè. Trước tình trạng này, nông dân đang cầu cứu ngành chức năng sớm tìm ra nguyên nhân cũng như có biện pháp hướng dẫn bà con nông dân khắc phục càng sớm càng tốt để tránh thiệt hại trong vụ sản xuất này.